សម្តេចថាប៉ដីនិងដឹកនាំប្រតិភូកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុដំបន់មេគង្គនិងប្រទេសចិនសម្តេចថាប៉ដីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុដំបន់មេគង្គ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសារព័ត៌មានការអន្តរជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលនឹងអញ្ជើញអមដំណើរសម្តេចថាប៉ដីរួមមានលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខចិន្តាសោភារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីឈៀងយ៉ានារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំមកពីសហភាពពាណិជ្ជកម្មនិងសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជ
hôn mà nét. Krong nâng miên chùm nuốt thuê phía kì chùm mùi thả đặc nôm nâng thủ chôn bỏ rõ tế phong đại. Cô bình chạy tha cách bà chôm cầm bùl mà hai anu đầm bàn mê công chi ấm ế lực tìm rằm bấy. Cứ thua láng krong mùa lộ bọt chùm bùa tờ căn xa hạ cung căn tay bà xa lạng. Tam rực dạ ca áp phì vót đai chùm ruyên đôi nụ bên nụ bọt. Cách bà chôm cầm bùl cây xa bà tạ bạc ca xe tờ kênh a dê gió bà đi. Chào bà giá mê công, ếch mếch. Lực tỷ đóm, krong mùa lộ bọt chú bùa tờ căn cả tòa chú hợp đài rồi lún, xâm rạp xa mà hà ra nạc căm ăn nụ đấm bọn mê cùng. Nâng cách bà chung cầm bùl cây xa bà tờ bàn ca Campuchia lao mì dân mà Việt Nam, CLMB lực tỷ đọc mùi. Krong mùa lộ bọt, mất tập hiếp nâng sang mà kì phiếp xâm rạp xa hạ cúng, bà cọp đòi phiếp thốn nâng vi bò lập hiệp. Tam rực dạ cách bà chung cầm bùl ní đáy có nâng bị nợt lơ xa mà tập hò đài xâm rạch bán nâng cầm nọt tự đau ả nạc cốt xâm rạp ca phụng rí cây xa bà tập bát ca nâng chùm rực bình thaym nơi tùm nục chất từ bình tư mốc. Có đôi chia phụng rứng phiếp cho đài cu khăn chùm nào bằng đà bà tế xa mà chật. Đài rùm chùm này đó ca áp hì vọt xong cung xe tạ cách. Nâng ca lơ công phú xa cầm mà lập hiếp rô bọc bà chê chùn khăn đồng bón. Prom tiang bằng hành phong đài ông bì xa lạ xâm khăn nấy xâm tế phiếp. ประกอบដោយនិរន្តរភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តភាពយូរអង្វែង ក៏ដូចជាការរួមរស់ដោយសន្តិសហវិជ្ជមានក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកថែមទៀត